Qua đi. Con nào đây chưa điểm danh không? Đồng bộ lại nhé. Các bạn nhìn cho mình nha, xem qua chưa điểm danh nha. Qua chưa điểm danh đúng không? Rồi ok, thì mình sẽ quay lại phần buổi trước. Thì hôm trước chúng ta có làm với nhau một cái form, thì lý do đấy là cái câu chuyện của buổi trước nữa là chúng ta có sử dụng cái sự kiện input để lắng nghe dữ liệu của những input đấy, sau đó bắt đầu nhặt dữ liệu về và mang nó thành cái đống dữ liệu của một form. Tuy nhiên là cách đấy nó không ổn, thế là chúng ta mới bắt đầu tiếp cận vào một cái form đầu tiên là cái thằng template driven form của Angular. Thì cái form đấy các bạn có thể nhìn thấy là nó tương tác rất ít với cái file TS lúc mà chúng ta dựng form, mà gần như mọi thứ chúng ta đều dựng ở bên HTML. Thì hôm trước chúng ta có làm một cái component tên là form, và ở đây trong này chúng ta có dựng lên một cái form. Thì thầy sẽ vượt qua lại một lượt cái phần đấy, thì chủ yếu nó nằm ở cái phần HTML này. Tuy nhiên là trước đấy các bạn chú ý thầy là để có thể sử dụng form thì trong app module nó sẽ phải import một thằng tên là form module, để thằng này nó có thể đưa vào trong các component đấy để sử dụng cái thằng tên là nâng form. Đó, thì các bạn chú ý thấy cái đoạn này thầy có nốt ở đây rồi, đấy là đưa vào trong form component, thì lúc đấy chúng ta mới có thể dùng được. Rồi, cái đấy là cái đầu tiên. Thứ hai là bên phần HTML, thì đây là cái phần mà chúng ta đập rồi. Đây, form HTML. Rồi, đây là cái phần mà chúng ta định nghĩa ra cái form đó. Thì các bạn chú ý thấy cái đầu tiên để có thể định nghĩa form, đây là chúng ta định nghĩa ra một cái biến có cú pháp là thăng tên biến, và đi thăng và tên biến bằng với ng form để có thể hiểu là thằng biến này nó sẽ là đại diện cho toàn bộ cái form này để lắng nghe các cái thông tin trong form, nhất là dữ liệu, và thứ hai là trạng thái của form. Thì thằng ng form này có thể hiểu nó một đối tượng, và thằng user form này nó là cái đối tượng, nó là một cái instance của thằng ng form, và nó sẽ lắng nghe toàn bộ dữ liệu. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có user form .value là toàn bộ object dữ liệu mà cái form này nó trả về khi nó submit. Và thực ra là khi chúng ta thay đổi dữ liệu ở trong các cái thằng input nó đã lắng nghe rồi. Đó, và thứ hai là chúng ta có một cái thằng thuộc tính tên là valid. Thì thằng valid này nó sẽ được áp dụng khi chúng ta nói chuyện đến cái vấn đề là validate, đấy là nếu đã đặt những điều kiện valid vào rồi thì cái form này nó có đang đáp ứng được hết tất cả những điều kiện valid đấy hay không. Thì chúng ta có một cái thuộc tính là valid. Và hôm trước mình có sử dụng một thằng tên là file, có nghĩa là với những cái kiểu dữ liệu nó đặc thù, ví dụ như object, chúng ta không thể nào hiển thị là HTML để xem được, thì chúng ta sẽ phải tiến hành gọi là convert nó sang một kiểu dữ liệu khác. Đấy, hiểu đơn giản là như thế. Và thằng JSON này nó là một cái hàm được Angular cung cấp với cú pháp là sổ thẳng và kiểu là JSON, thì nó sẽ cho chúng ta cái dạng giống như kiểu là stringify ở trong JS bình thường, và chúng ta có thể nhìn được cái kết quả đấy. Đó, thì với thằng user form này làm thế nào để nó có thể lấy được ra value của cái đoạn này, thì nó sẽ phải cần phải định nghĩa trong từng cái thành phần của form. Ví dụ như là các input của chúng ta, nó sẽ có một cái đoạn đầu tiên là cái name, cái này nó giống như input bình thường trong HTML, và thứ hai nó sẽ có một thằng là ng model. Thì thằng này, hai thằng này kết hợp với nhau để chúng ta có thể lắng nghe dữ liệu trong các input. Đó, thì lúc đấy thằng user form là thằng biến lắng nghe toàn bộ form, nó có thể nhét được từng cái key với cái tên tương ứng ở đây, và value sẽ là value mà input chúng ta đang tương tác. Đấy, thì mỗi một cái thành phần của form, ví dụ như là một input, thì nó sẽ có một cụm là định nghĩa tên, và thứ hai là ng model là để lắng nghe cái thay đổi trị. Rồi, đấy là về phần lắng nghe dữ liệu. Còn về phần validate thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái thuộc tính validate nó na ná như HTML luôn.
Đó, và có một cái đặc biệt đấy là phần validate thì các bạn có thể thấy là buổi trước chúng ta viết một đoạn validate rất là dài. Và sau khi viết cái đoạn đấy thì chúng ta mới nghĩ ra vấn đề đấy là chúng ta phải làm thế nào đấy cho cái cụm validate nó ngắn đi và để validate ngắn đi. Và một cái nữa đấy là nếu giả sử sau này dùng những cái form kiểu như này nữa, như trong project nó có khoảng tầm 5-10 cái form như này, thì chúng ta cũng sẽ phải làm rút ngắn cái công đoạn validate đấy đi. Thì buổi trước chúng ta có định nghĩa ra các phần validate kiểu thông thường trước, đấy là sử dụng cái thằng span hiển thị ra một text validate bình thường, đó là kiểm tra xem cái field đấy nó có đang được thao tác hay không, và với cái việc thao tác đấy thì nó có gặp lỗi gì không, hay nó có bị dính cái lỗi validate nào không, thì chúng ta sử dụng nginx để hiển thị ra. Tuy nhiên là với một cái trường hợp mà nó ví dụ như thằng hôm trước chúng ta làm là thằng input name, chúng ta đã khai báo một cái thằng name bằng nginx-model để lắng nghe toàn bộ vấn đề lỗi cho các thứ của nó và value. Thì với cái trường hợp chúng ta đóng 3 quả validate này, require min, min len, max len vào, thì chúng ta ôm khoảng tầm 10 dòng validate. Đấy, vậy thì chúng ta mới nghĩ đến vấn đề là nếu có nhiều input hơn và mỗi input nó đâu đấy mười mấy dòng validate thì chết đúng không? Thì chúng ta mới nghĩ ra một vấn đề, một cách đấy là tách cái phần hiển thị validate đấy ra để thành một common con. Và sau đấy chúng ta chỉ cần truyền đấy là với mỗi cái thành phần của form, chúng ta khai báo một thằng để lấy ra giá trị, sau đó truyền vào common kia với cái tên là field. Cái này thì là chúng ta tự đặt. Như hôm trước thầy có làm việc với các bạn xem là chúng ta tính toán để làm ra cái thằng này như thế nào. Đấy là chúng ta sẽ xem những phần mà nó thay đổi và những phần không thay đổi để có thể tạo ra một common con. Ví dụ như những phần thay đổi đấy là giá trị của cái thành phần đó. Và thứ hai là cái tên để validate. Thì ở đây chúng ta định nghĩa ra hai thằng để thay đổi. Đấy là thứ nhất là thằng field. Và thứ hai là cái key. Cái key này nó sẽ ví dụ là tên validate thì sẽ hiển thị là tên cái gì đó. Còn tuổi thì sẽ là tuổi cái gì đó. Còn lại phần hiển thị validate như thế nào thì phần HTML bên này nó đã lo hết rồi. Đấy là các bạn có thể nhìn lại một đoạn điều kiện nginx. Với tất cả những thằng mà có điều kiện require ở đây thì chúng ta sẽ chuyển vào một cái thằng biến dùng chung là field. Ví dụ tên thì sẽ là name chấm cái gì đấy này. Còn nếu là tuổi thì sẽ là age chấm cái gì đấy, thì ở đây nó sẽ dùng chung một thằng là field. Và thứ hai là cái key này sẽ thay đổi khi chúng ta truyền vào, ví dụ đây là tên bắt buộc nhập này, tuổi bắt buộc nhập này đó. Vậy thì sau này chúng ta có mở rộng nó ra như thế nào chăng nữa thì về bản chất cái file này của chúng ta nó chỉ đang thiếu điều kiện thôi, chúng ta chỉ cần bổ sung những cụm đấy. Ví dụ như ở đây nếu có thêm điều kiện là email chẳng hạn thì chúng ta chỉ cần đóng thêm một cái span với điều kiện là error email vào chẳng hạn. Đấy, thì là chúng ta đã có đủ validate cho toàn bộ cái project này luôn, mà không cần phải lo là kiểu chúng ta validate thiếu hay là các trường validate của chúng ta nó bị kiểu lệch cái style chẳng hạn, bởi vì tất cả ở đây chúng ta đang dùng chung rồi. Để cho vào muộn đây. Đó, thì đấy là câu chuyện của buổi trước. Chúng ta đấy là chúng ta định nghĩa ra một cái form giải quyết được cả vấn đề lắng nghe mà không phải đụng vào sự kiện input. Thứ hai là có validate và có thể dùng chung validate luôn. Vậy thì hôm nay có một vấn đề là chúng ta chưa mang được cái dữ liệu đấy đi để sử dụng. Thì hôm nay chúng ta sẽ mang dữ liệu đi để sử dụng và sẽ có một phần lab 1 cho các bạn về cách là chúng ta sử dụng cái đấy để làm gì. Rồi ok, thì mình sẽ tiếp tục cái phần hôm trước ở đây. Đấy là chúng ta đang dở ra cái đoạn là on submit để lấy giá trị ra. Vậy thì bây giờ chúng ta lấy giá trị ra thì chúng ta sẽ làm cái gì? Thì sẽ có một cái phần rất là điển hình, đấy là chức năng thêm sửa soạn. Đấy, thì hiện tại chúng ta đang không có một bảng nào, và thầy muốn bây giờ là ở trong cái thằng form, các bạn sẽ tiến hành, nghĩa là các bạn vẫn là một form đấy, chúng ta ở trên form có cái form này, thì bây giờ các bạn dùng thêm một cái bảng danh sách. Và ở đây sẵn tiện chúng ta đang có một input là name, một input là age, thì coi như đây là đại diện cho một cái đối tượng user để tìm kiếm. Và thầy muốn có thêm một vài thông tin nữa với thằng này, đấy là một bảng danh sách sẽ gồm tên này, tuổi này, email và số điện thoại. Đó, đây sẽ là bốn trường mà chúng ta cần có ở trong thằng này, thì hiện tại đang thiếu hai thằng sau, thì tí nữa các bạn sẽ bổ sung cho thầy. Thứ hai là vấn đề là thêm sửa xóa dữ liệu, thì qua thêm sửa xóa như thế nào, thì ở đây chúng ta sẽ định nghĩa ra một cái mạng gồm các thông tin thằng này, đấy là mạng user. Và thằng này sẽ là thằng đại diện cầm cái cụm dữ liệu đấy để cho chúng ta tiến hành thêm vào, sửa đấy và xóa đi. Đó, thì ở đây tư tưởng trong buổi hôm nay là như thế.
thì thầy sẽ tiến hành thực hiện cùng với bạn cái kỹ năng đầu tiên là kỹ năng thêm. Rồi thì công việc đầu tiên ở đây chúng ta sẽ làm với công việc làm cái này, đấy là định nghĩa ra một cái mảng user, và sau đấy chúng ta sẽ nghĩ là một bảng dữ liệu, nó sẽ na ná như cái phần hôm trước chúng ta làm. Thì trước tiên chúng ta sẽ làm cái đấy trước. Rồi ok, thầy sẽ quay lại cái phần form. Thì mình sẽ làm tiếp ở đây luôn nhé, trong phần HTML này luôn nhé. Rồi ở đây thầy sẽ có một cái thẻ div. Và thẻ div này trong đấy sẽ có một cái table. Cái phần này hôm trước còn bạn nào đang gặp vấn đề gì không? Làm tiếp luôn nhé. Thì ở đây thầy sẽ có một cái là table và th r và td à th. Đây rồi, thầy sẽ có một cái cụm tiêu đề gồm 3 thành phần là tên, tuổi, email và số điện thoại. Tên này, tuổi, email và số điện thoại. Rồi thứ hai thì sẽ có một là thằng tên body. Thằng này sẽ có các cụm tr. Và ở đây tí nữa mình sẽ có một đoạn là ng for cái cụm user mà chúng ta định nghĩa bên kia. Thì hiện tại nó đang chưa có cái gì cả. Em thầy cứ để đây đã. Cho nó một cái class và class table của Bootstrap và table hover. Rồi trước tiên là như thế. Cho thằng div này một cái bên này thầy đã có thẻ đúng một cái thẻ form rồi đúng không? Thôi được, kệ nó đi, chả sao cả. Rồi, thì ở đây thầy có định nghĩa ra một cái bảng. Thì câu chuyện của chúng ta bây giờ đấy là gì? Chúng ta đang tiến hành là thao tác bằng cái thứ nhất là input, thứ hai sau khi input xong chúng ta sẽ có on submit và submit của cái dữ liệu này, cũng như là trong quá trình submit chúng ta đã có dữ liệu đó. Và ở đây chúng ta sẽ tiến hành là submit xong chúng ta tiến hành nhét cái dữ liệu vào trong cái cụm dữ liệu của thằng này. Đấy, trước tiên là sẽ làm cái đấy trước. Xong các bạn này chưa? Thì tạm thời thầy sẽ để bạn này đây. Tuy nhiên là cái hãng user thầy sẽ làm trước với hai trường là name và f, là hai cái đang có sẵn. Thì tí nữa các bạn sẽ view nốt cái này và đặt vào trong form này. Còn ở trên này chúng ta sẽ thử làm trước với một cái mặt user với các object bên trong của hai thành phần làm đi và kết trước. Các bạn sau đây nào. Rồi tiếp theo. Rồi ok, thì ở bên này thầy sẽ tiến hành sang bên phần TS. Công việc đầu tiên của thầy thì sẽ bắt là hôm trước mình có đang dở dang một thằng on submit ở đây, nên tạm thời cứ để đây đã. Và thầy sẽ tiến hành định nghĩa ra một thằng, đấy là thằng user. Và đây thầy có một biến là user sẽ bằng một cái mảng. Và gồm trước tiên là để một vài cái giá trị default đi. Đấy là name, ví dụ như là Tuấn RDA3, age 30 như thế này. Đó, thì thầy để trước một thằng như thế này. Và các bạn có thể nhìn thấy là sau khi thầy định nghĩa một mảng ở đây
và ở trong thằng onsite meet của thầy cũng đã có dữ liệu rồi. Vậy thì phần thêm có vẻ là đơn giản đúng không? Phần thêm chúng ta đang có dữ liệu trong onsite meet. Chúng ta đang có mảng mẫu, có kiểu dữ liệu ở đây đấy là string và number. Đó, vậy thì trong onsite meet này chúng ta sẽ làm cái gì để kết quả? User.cookname. Đúng không? Còn gì nữa đâu? À, vậy thì bình thường sau khi các bạn tiến hành thêm xong thì cái form của bạn nó sẽ như nào? Ví dụ một form thông thường nhé, sau khi bạn tiến hành thêm dữ liệu xong thì cái form nó sẽ phải quay trở về dữ liệu ban đầu, đấy là các cái ô trắng đúng không? Đấy, là nó sẽ phải như thế. Nhưng với tình huống này thì sao, thầy sẽ thử nhé. Rồi, ở đây thầy sẽ có on submit và đơn giản, sau khi on submit xong thầy sẽ tiến hành là định nghĩa lại một tí, bởi vì trong thằng này thầy đang có một cái S là nhập vào input mà, nên là dữ liệu nó sẽ là string. Để xem lại xem nha. Hôm trước mình có đăng log ở đây rồi, thầy sẽ xem lại xem là nếu là với cái type input bằng number thì thằng form kia nó có tự format cho mình luôn không. Rồi, thầy sẽ quay lại ở đây để kiểm tra một tí xem cái dữ liệu đầu ra nó như thế nào đã. Chúng ta cũng đã có validate rồi. Rồi, tại sao nó có một thằng require bằng to ở đây này? Không biết thầy có lốc thừa thằng nào ra. À đây đây đây, name error này. Đây, bỏ đi nha, cho nó đỡ dối. Rồi, coi như tạm thời không quan tâm những thằng bên dưới nhé. Và thầy chỉ quan tâm những thằng bên trên, đấy là user và tên và tuổi. Thì đây sẽ là... còn chưa làm gì mà, chắc máy có thể hôm nay nó cứ kiểu gì nhỉ. Còn NDA3, úi dồi ôi, nó còn tên tối thiểu 10 ký tự. Sửa đi nhá, nhập mệt lắm. Rồi, 5. Rồi. NDA3, rồi tuổi 30. Sao con máy nó cứ bị cảm sao nhỉ? Đúng quan rồi. Nó tự nháy. Rồi, và thầy tiến hành submit. Thì các bạn có thể nhìn thấy là ở đây bằng một phép thuật nào đấy thì cái S của thầy nó đã thành number luôn rồi. Đó, và đây thầy có tên này và tuổi luôn này. Đó, thì có nghĩa là chúng ta đã có kiểu dữ liệu đồng nhất với cái thằng user ở bên kia. Đó, và bây giờ thầy sẽ tiến hành là có vẻ như thằng S này của thầy nó sẽ không cần là string nữa mà nó sẽ là number luôn cũng được. Đấy. Và ở đây có số lốc form data đã ra rồi. Và thầy chỉ đơn giản là tiến hành user.put read.user.put và đây sẽ là form data. Đó, không có lỗi gì cả. Và lưu. Rồi, thì sau khi read.user.put thì chúng ta đã put một cái mảng mới, một cái phần tử mới vào trong mảng user. Đó, và bây giờ công việc chúng ta đến là quay ra bên cái thằng HTML để tiến hành for cái cụ user ra xem nó như thế nào. Bởi vì là nãy thầy chưa for, các bạn tiến hành for cho thầy luôn để xem là cái dữ liệu nó đã ra chưa. Đấy thì thực ra là cái việc thêm một phần tử vào trong mảng nó rất là đơn giản như này thôi. Và thầy sẽ tiến hành quay ra cái thằng HTML. Cái đoạn submit này các bạn xong chưa? Đây nha, mình sẽ sang HTML. Và đây, ở đây chúng ta đang chưa tiến hành là in dữ liệu ra, bởi vì lúc mà thầy làm cái bảng thì chưa có cái biến user. Nên là thầy sẽ tiến hành là ng for cái thằng này ra. Sao ng for bằng let cái thành phần trong mỗi vòng lặp sẽ là biến user không có s và of cái user có s ở đây, đấy là cái mảng user. Rồi, và trong này thầy sẽ hiển thị các thành phần của nó ra. Thứ nhất là tên sẽ là user.name, tiếp theo tuổi user.s, email thầy không có email nên thầy tạm thời thầy sẽ để một cái dấu gạch ngang ở đây bởi vì thầy chưa có, tí nữa các bạn sẽ điền vào cho thầy. Tuổi cũng vậy, số điện thoại cũng vậy, chưa có. Hai thằng này của thầy chưa có gì nên tạm thời thầy sẽ chỉ hiển thị hai thằng này ra thôi. Đó.
Rồi thì đoạn này nó rất là quen thuộc thôi, cũng không có vấn đề gì cả. Thì thầy sẽ tiến hành kiểm tra xem là dữ liệu nó có chưa. Các bạn chỉ đóng cho thầy một đoạn NG for và tiến hành là trong mỗi vòng lặp chúng ta có một cái biến tên là user để lấy dữ liệu ra và chấm các thuộc tính để hiển thị. Thế thôi. Và thầy sẽ tiến hành là kiểm tra xem là cái công việc chúng ta submit form nó đã ra chưa. Rồi nha. Rồi ở đây các bạn có thể nhìn thấy là dữ liệu đầu tiên đã hiển thị lên, đấy là tên Tuấn ở DA3 và tuổi 30 là thằng đã định nghĩa sẵn trong mảng. Và bây giờ thầy sẽ tiến hành là thêm một thằng nữa, đấy là Tuấn ở DA4 và và tuổi là 40. Và thầy sẽ tiến hành submit. Submit. Các bạn có thể nhìn thấy là bấm submit phát là đã thêm vào luôn, có nghĩa là chỉ cần cái biến user kiểu của thầy nó được push thêm, có nghĩa là biến user có sự thay đổi cái mạng user là bên này nó sẽ tự động hiển thị luôn, nó sẽ tự động render luôn dữ liệu mới ra. Đấy. Có nghĩa là việc thầy thêm vào đã xong rồi và bấm thêm phát nữa, nhưng mà vấn đề các bạn có thể nhìn thấy là ở trên thằng này như thầy vừa nói, chúng ta đang chưa xử lý được cái đoạn này. Và các bạn có thể nhớ lại trước đấy là ở với cái cách làm bằng input bình thường ấy, thì chúng ta có một cái thuộc tính là value, và sau khi thầy thao tác ở bên đấy và thầy tiến hành xử lý thì nó sẽ có một cái thằng value để nhận giá trị. Tuy nhiên là ở đây chúng ta đang không có cái đoạn đấy, nên là sau khi thầy submit xong nó cũng đang không có một tí logic nào liên quan đến việc là thay đổi giá trị của cái đoạn input này. Đó, vấn đề nó nằm ở đây. Đây, ví dụ thầy submit tiếp này nó vẫn cứ ra này. Đấy, thì thế này thì chết đúng không? Đương nhiên chúng ta có validate, nhưng dữ liệu ở đây sau khi submit xong về bản chất là logic nó phải update lại cái đoạn này luôn. Vậy thì chỗ này như thế nào? Có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ cần một cái đoạn logic nào đấy để sau khi submit. Thì dữ liệu trong form sẽ được update. Đó, vấn đề chúng ta là ở chỗ này. Vậy thì bây giờ chứng tỏ là trong form này nó sẽ phải có một chút nào đấy để xử lý cái việc đấy. Và bây giờ cách mà thầy đưa ra đấy là thầy sẽ phải có một biến để lưu cái trạng thái đầu tiên của form. Đấy là biến đấy sẽ có cái dữ liệu là không, và dữ liệu đấy sẽ phải được thông với cả form bên kia. Vậy thì nó sẽ thông như thế nào? Và ví dụ như là sau khi thầy submit thì thầy sẽ tiến hành là gán cái biến đấy cho nó quay về dữ liệu rộng để cái form đấy nó sẽ được update dữ liệu theo. Vậy thì bây giờ thầy sẽ tiến hành làm công việc đầu tiên là như thế này. Thầy ở trong cái thằng TS của form, ở đây thầy sẽ tiến hành định nghĩa ra một cái biến trước, đây sẽ là input value như thế này. Và thầy sẽ có hai thằng, đấy là name sẽ là string rỗng và s bằng 0 như thế này. Đó. Ở đây thầy sẽ tiến hành định nghĩa ra một thằng này. Vậy thì thằng này ở đây nó là gì? Thằng này nó sẽ là trung gian dữ liệu của file TF với form. Đó. Vậy thì thằng này nó sẽ làm công việc gì ở đây? Thứ nhất là nó sẽ lắng nghe dữ liệu từ bên kia sang, và thứ hai đấy là sau khi nó xác minh xong nó sẽ phải lấy dữ liệu từ thằng này về bên kia, nghĩa là chúng ta sẽ phải làm hai chiều giữa file TF và file bên kia và file form HTML. Thì các bạn, khi mà các bạn nhìn đoạn này, các bạn sẽ nhìn thấy nó na ná giống khi các bạn làm React. Các bạn có một đoạn định nghĩa form, React hook form, và trong đấy các bạn sẽ phải làm một công việc đầu tiên, đấy là trong cái form đấy sẽ có một đoạn lúc mà các bạn dùng cái use form ấy, các bạn sẽ có một cái object truyền vào có một cái key tên là default value. Các bạn có thể nhớ lại có một cái đoạn là default value, và chính là trong đấy các bạn sẽ định nghĩa là cái object đầu vào, dữ liệu đầu vào của cái form đấy. Thì thằng này cũng sẽ là một thằng tương tự, chỉ là chúng ta đang làm theo một cách thuần túy hơn, đấy là chúng ta định nghĩa ra một biến là một object và bên kia nó lại thông sang. Rồi, ok.
Vậy thì bây giờ chứng tỏ thằng input value này sẽ được sử dụng ở một chỗ nào đấy bên kia. Vậy thì nó sẽ dùng ở chỗ nào thì chúng ta sẽ sang phần form để nhìn. Và bên này đây thầy sẽ tiến hành là trước tiên ở trên cái thằng này thầy sẽ tiến hành lock cái đoạn này ra cho các bạn nhìn. Ở đây là useForm.valid nhé, thì thầy sẽ tiến hành bỏ comment thằng này lại và comment một cái cho các bạn, đấy là một cái thẻ P với đoạn này là đoạn input value như thế này. Và ơ thiếu ngoặc. Và ở đây thầy sẽ đóng nó sang dạng JSON để chúng ta nhìn được cái giá trị của thằng input value. Đó, đây là cái đầu tiên. Và cái thứ hai đấy là với cái thằng NG model này, nó mang tính chất là cho cái form này có thể lắng nghe dữ liệu. Và ở đây thằng NG model này nó sẽ cũng sẽ giúp cho chúng ta thông dữ liệu với bên kia qua một cái nào đó. Và ở đây là cái thông bằng cách đấy là NG model sẽ bằng đóng mở ngoặc vuông bằng input value. Và tương ứng ở đây nó sẽ thông dữ liệu với một thằng nào đấy ở trong input value, đấy chính là thằng input value.name như thế này. Đó, và tương tự thì tí nữa chúng ta sẽ có thể làm công việc là thay đổi giá trị của input value và thằng input này nó sẽ tự động thông dữ liệu sang và nó sẽ update được dữ liệu mới sau khi chúng ta on xong ý. Đấy. Đấy là ở đây thầy sẽ có input value name nhé, chưa có gì. Và thầy sang file TF, thầy sẽ tiến hành cho input value ở đây với name là 123456. Và ở đây thầy sẽ tiến hành lưu. Sau đó thầy sẽ sang bên này nhìn, các bạn có thể xem trước nhé. Đây, các bạn có thể nhìn thấy, đây là chiều đầu tiên mà nó đưa ra, là chiều từ file TF đi sang. Giống như công việc chúng ta là gắn dữ liệu cho một thuộc tính nào đấy trong component, thì đây chính là cái công đoạn đầu tiên từ file TF một chiều từ TF đi sang, nó gắn dữ liệu cho input. Nhưng các bạn có thể nhìn đây nhé, các bạn có thể nhìn thấy đây, nhưng với chiều còn lại đấy là khi thầy thay đổi giá trị ở đây thì thằng input value bên kia không thay đổi gì cả. Đó, trường hợp này sẽ khiến chúng ta gặp vấn đề khi các bạn tiến hành ví dụ như là chỉnh sửa gì đó, hoặc là các bạn muốn lấy giá trị của form ở thời điểm hiện tại chẳng hạn, thì chúng ta không thể lấy được ra qua một biến bên ngoài mà bắt buộc phải lấy qua on submit, đúng không? Thì bây giờ chúng ta mới có một chiều là từ input value đi sang, vậy chiều còn lại đi như thế nào? Thì các bạn sẽ đi như thế này, đấy là trong form NG model các bạn tiến hành đóng mở ngoặc cho thầy thằng NG model này. Chúng ta sẽ có chiều còn lại, đấy là khi input thay đổi thì thằng input value kia cũng thay đổi theo. Đây 12456 nhá. Sao đây? Các bạn sau cái máy thầy kiểu gì cứ đang input nó lại cứ nhảy ra ngoài. Một thay. Đây. Các bạn có thể thấy đây là chiều còn lại. Khi chúng ta tiến hành thay đổi thì input bên kia cũng thay đổi theo. Và các bạn sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta đang có hai chiều. Chiều đầu tiên khi chúng ta không có đóng mở ngoặc tròn là dữ liệu sẽ được đi vào giống kiểu như này, một chiều từ cha sang con. Đấy là chiều đầu tiên. Và khi các bạn đóng mở ngoặc như thế này thì chúng ta sẽ được có một cái, nó giống như kiểu là chúng ta có một cái phương thức sự kiện ở đây này. Đó, đóng mở ngoặc là theo cú pháp sự kiện nha, chúng ta sẽ kết hợp hai thằng này lại đây để có thể có hai chiều dữ liệu. Chiều đầu tiên nếu không có ngoặc tròn thì sẽ đi một chiều từ file TF lấy dữ liệu sang cho input. Và thứ hai đấy là chiều còn lại, khi input thay đổi thì thằng input value bên kia cũng update theo. Thì trong thằng Angular nó gọi đây là two way binding, có nghĩa là dữ liệu được đi theo hai chiều. Đó, và tương tự ở đây chúng ta sẽ có đấy là NG model của S là đóng mở ngoặc tròn, các bạn có thể viết luôn như thế này bằng input value.s như thế này. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có luôn dữ liệu hai chiều cho cả thằng name và thằng s. Có nghĩa là bây giờ cách giải quyết chúng ta với cái vấn đề lúc nãy là sau khi xác định xong dữ liệu được update, vậy thì chúng ta chỉ cần là sau khi xác định và tiến hành là
input value bằng cái giá trị default là không và x nào sinh dụng và x bằng không đấy, thì thằng này sẽ tiếp tục update tiếp theo. Thực ra là sau khi các bạn viết xong, các bạn sẽ nghĩ là tại sao ra chỗ này nếu nó update value thì cần gì là bỏ mỏng này, không? Thì thực ra là thầy giới thiệu cho các bạn cái phương pháp đóng mỏng một khu trong đó bằng cái này, thì sau đấy mình update thằng này bên này nó sẽ update theo rồi, cũng nghĩa là chúng ta đã giải được vấn đề rồi. Tuy nhiên trong một cái trường hợp nào đó, chúng ta cần phải lấy dữ liệu ở thời điểm hiện tại của form này và không thông qua việc có submit thì chúng ta sẽ có thể sử dụng thêm cái này. Còn ở trường hợp hiện tại khi chúng ta chỉ update dữ liệu thì các bạn không cần cái đoạn này được, nhưng mà không thể cứ để nó ở đây để nếu giả sử sau này chúng ta cần cái đoạn input vào lưng đấy thì chúng ta vẫn có thể lấy dữ liệu ra đó. Vậy thì bây giờ cái đoạn submit của thầy nó như thế nào? Bây giờ ở đây thầy đã có dữ liệu default cho thằng input value và đây thầy để lại như cũ nhé. Và bây giờ thằng input value này nó đã được cập nhật theo. Thế thì sau khi đây là công đoạn đầu tiên, đấy là một input dữ liệu mới nhận từ form vào mảng. Và công việc thứ hai hay ở đây chúng ta sẽ có đấy là cập nhật giá trị của input value về default. Thì khi chúng ta cập nhật cái này ấy, thì bên form bên kia sẽ tự động cập nhật theo, và như thế coi như chúng ta đã đúng cái luồng form. Đấy là thứ nhất là input thay đổi giá trị của input này, validate này, sau khi validate xong ấn submit này, ấn submit xong thêm dữ liệu vào, và sau khi thêm dữ liệu xong thì cập nhật lại form, coi như đủ luôn nhé. Và đây cập nhật lại giá trị thì đơn giản read chấm input value sẽ bằng, thầy sẽ gán lại nó bằng dữ liệu gốc, đấy là name sẽ ở đây sẽ là string rỗng. Rồi, test thử nha. Thì bây giờ thầy sẽ có các luồng bắt đầu với cái form này như sau. Đấy là sau lần đầu tiên thầy tiến hành định nghĩa input value sẽ bằng một cái object gồm default value có name là string rỗng và s có giá trị là 0. Thì sau đấy các bạn đã thấy là ở đây user, tên user không có gì và tuổi user mặc định là 0. Đó. Và đây công việc tiếp theo chúng ta input và validate. Khi không nhập gì và thầy bấm vào, sau khi bấm vào nó bắt đầu validate, đấy là sau sự kiện là dirty. Và ở đây thầy bắt đầu tiến hành nhập, và ở đây nhập vấn NDA5. Và ở đây thay đổi số tuổi. Đây, 1245, đây rồi. Và sau khi tiến hành thay đổi dữ liệu trong input và form validate, hết validate, chúng ta tiến hành ấn submit. Và ấn submit. Ở đây, thêm dữ liệu rồi này. Thì giá trị của input value thì ở đây dữ liệu input value đã được cập nhật vào và thằng này cũng thay đổi theo, nhưng mà có gì đấy với chúng ta, đấy là thằng form này lại được update, nó có nghĩa form này nó lại tiếp tục validate theo. Đoạn này hơi dở đúng không, đáng ra không được validate mà chỉ update giá trị vào thôi. Vậy thì đoạn này sẽ như thế nào bây giờ? Trước tiên các bạn xử lý cho thầy đoạn này vào đây đã, để cho tròn một luồng form. Sau đấy chúng ta sẽ xem là với trường hợp update như thế thì cái thằng form đấy nó sẽ như thế nào. Đây bên form HTML
Đây, chúng ta vừa input value vào xong thì đoạn này nó báo lỗi. Không ổn lắm đúng không? Nếu như thế này thì không ổn lắm đúng không? Bởi vì là sau khi submit form xong thì đáng ra phải xong rồi, nhưng mà đoạn này nó lại đang tiếp tục validate, có nghĩa là hai thằng in này nó vẫn đang tiếp tục làm việc này. Về cơ bản thì cái luồng của form đã ok rồi, tuy nhiên là đoạn này thì đang chưa ổn, đoạn validate thì đang chưa ổn. Thử làm lại một phát nha. Rồi, nhập user Tuấn tuổi 20, nhảy lung tung nhỉ. Submit. Sau khi submit xong thì input value ở đây sẽ được update giá trị này. Update. Sau khi input value update giá trị thì gán sang bên này. Gán sang bên này thì form lại tiếp tục validate lại. Có nghĩa là bằng một cách nào đấy ở đây chúng ta sẽ phải đưa cái form này về trạng thái bình thường, là trạng thái lúc đầu. Nhưng mà ở đây đang không có cách nào. Các bạn nghĩ vấn đề ở đây nó là ở đâu? Có phải là sau khi thầy đến anh xong ở đây thì cái hành động sau khi của thầy nó không hay, nó vẫn đang giữ nguyên trạng thái của cái việc nghe đích này, thế nên là nó vẫn đang hiểu là này nó đã đơn đi rồi và dữ liệu đã có rồi. Thế nên là sau khi thay đổi dữ liệu nó dùng dữ liệu thành xóa hết đi thì nó lại tiếp tục qua như hết lại. Đấy, vấn đề nó nằm ở chỗ này. Bây giờ nó không phải là vấn đề thì nó có khả năng như thế này, nó khó lắm. Sơ thử đi nha. Google sơ thử đi nha. Angular template driven form. Alo. Có. Vâng. Rồi nha, search nha. Thầy sẽ search ở đây với cú pháp là cái form này nó sẽ phải hủy cái việc validate sau khi chúng ta đã tiến hành submit xong. Disable.
validate after submit. Không ra. Nó liên quan đến dữ liệu đầu vào của chúng ta là thằng input value này, nó bị đưa vào đây trong cái khi mà cái form nó còn đang edit. Đó. Vậy thì cái đoạn này có submit này nó có khác gì không? Tạm thời cứ như này, thầy sẽ nghiên cứu cái phần này trong khi các bạn làm phần tiếp nhá. Thì phần tiếp theo đấy là ở đây các bạn sẽ tiến hành làm tiếp với thầy. Đấy là chúng ta sẽ đưa thêm 2 phút nữa để làm với những thêm còn cái input free thẳng cái email mà xuyên qua. Sau đó các bạn tiến hành làm cho thầy cái đoạn đấy là thêm vào. Và tiếp theo đấy là các bạn sẽ cho thầy một cái nút, đấy là nút sửa ở đây. Đó, một cái nút sửa ở đây và chúng ta có thể bấm sửa. Và khi bấm sửa, dữ liệu sẽ được update lên thế này. Và sau khi bấm sửa thì nó sẽ xác định vào. Đó. Và một nút xóa, để khi chúng ta bấm đây xóa thì nó sẽ có thể xóa cái kia. Mà nó sẽ có thể xóa dữ liệu về đây. Đó, thì chúng ta sẽ có chức năng sửa và xóa. Nhưng mà để có thể làm được đoạn đấy, có nghĩa là chúng ta sẽ phải xác định được xem là chúng ta đang sửa thằng nào và đang xóa thằng nào, đúng không? Vậy thì ở đây là kiểu như gì? ID. Ok, vậy thì ở đây trong cái phần user của thầy nó sẽ phải có thêm một trường nữa, đấy là trường ID. Có nghĩa là ở đây thay vì phần TS này, cái phần validate nó đang bị lỗi, các bạn cứ vứt đấy cho thầy nhá, để thầy xử lý. Rồi, ở đây thầy sẽ có thêm một cái là ID. Có nghĩa là ở đây ID, ví dụ thằng này bắt đầu với con số là 1. Và lúc đấy bắt đầu các bạn có thể thấy là phần push dữ liệu của thầy nó đang bị lỗi rồi. Có nghĩa là ở đây thầy không thể nào push một cái cục dữ liệu mà không có ID được. Có nghĩa là trong cái đoạn push này này, chúng ta sẽ phải tiến hành update lại cái object này để cho nó có ID. Và thầy sẽ tiến hành update bằng cách là sử dụng cái cú pháp này, operator. Và các bạn sẽ thấy là ở đây thầy sẽ cần thêm một cái ID. Và với tình huống này, có nghĩa là thầy sẽ ôm tất cả cái cục key value đang có của thằng form data, đấy là name và age. Sau đó thầy sẽ nhét thêm vào đấy một cái ID để tạo thành một object mới từ đây. Và với ID này thầy mong muốn là khi thầy push vào thì ID kiểu nó sẽ cộng thêm 1, giống như của các bạn làm database nó sẽ auto increment. Thì thằng ID của thầy bây giờ nó sẽ bằng cái gì? Giá trị của nó sẽ là cái gì? Còn với thời điểm hiện tại nó đang có là thằng đầu tiên là số 1, đúng không?
vậy thì thằng này nó sẽ phải lên đến 2. Vậy thì con số 2 thì nó lấy đâu ra? Từ dư đúng không? Vậy thì bây giờ sẽ lấy như nào? User.id cộng 1 ra, thế thì chết, user này làm sao mà .id được? Đúng không? Đây là một mảng mà. Với trường hợp này thì thầy sẽ làm như nào? Làm đúng á? Vai trưởng. Đúng không? Thì câu chuyện đây là, các bạn sẽ nhìn thấy là con số. Thì đây là một trường hợp mà thầy đưa ra cái video ấy. Đi ra thì bây giờ đi ra như vậy. Ở đây nhá, thì thầy sẽ có trường hợp đấy là với đây là ID sẽ tiến hành tăng thêm một cái và trường hợp hiện tại mạng thầy ra vào một thằng và ID cũng may mắn nó ra vào một luôn. Thế nên là đây thầy muốn là tăng lên 2. Vậy thì đây sẽ là cái nào thầy sẽ tiến hành là xem theo cái kiểu ID thẳng và nếu ID của nó đang từ thì thầy sẽ cộng thêm 1 và cái cộng bằng cái gì bây giờ thì sẽ cộng một cái len này. Thì đương nhiên là đây là một trường hợp may mắn của thầy đấy là tổng số cái phần tử ở đây nó sẽ tương ứng khoảng số ID thì khi thầy thêm vào nó sẽ bằng cái len thêm 1, nhưng mà nó đương nhiên nó sẽ có những đặc thù, nhưng đây là dữ liệu mẫu nên thầy có thể làm bằng cái trò như thế. Đấy là ở đây thầy sẽ có là ID sẽ bằng là read.user.len cộng thêm 1. Khi nếu không có vấn đề gì xảy ra thì đương nhiên là thầy sẽ có cái ID đấy, đúng không? Hoặc ở đây chúng ta sẽ làm bằng cách khác, đấy là đây là một trường hợp đặc thù nhá, nhưng mà nếu tí nữa các bạn tiến hành thực hiện công việc là xóa thì có phải là nó sẽ hơi dở không? Nếu mà chúng ta xóa thì khả năng mấy ở bên dưới thì lúc đấy ví dụ các bạn có ba thằng là ID 123 và sau đấy thì xóa đi một thằng đầu tiên là thằng số 1 và sau đấy thì sẽ tiến hành push một phát, thế là cái trường hợp đấy nó bắt đầu rơi vào cái đoạn là những trường hợp chúng ta đang bằng 2 xong cộng thêm 1 bằng 3, thế là nó có 2 thằng ID 3 ở đấy. Vậy thì ở đây nó sẽ có xử lý như thế nào bây giờ? Thì thực ra là cái như hôm nay em bảo với thầy là lấy user.id ra thì với cái cú pháp này không được, nhưng đấy cũng là một ý tưởng. Đấy là ở đây chúng ta sẽ đi tìm xem đâu là cái ID to nhất ở trong cái mảng này. Và chúng ta sẽ cộng thêm 1 vào cái đấy. Nó cũng là một cách có thể để cái đấy còn khả thi cái này. Nếu mà chúng ta có trường hợp. Đấy. Vậy thì ở đây lấy ra cái ID lớn nhất và cái nào cho thầy xin một phương án đi. Có nghĩa là giả sử ở đây nhá, thầy sẽ có thêm một thằng nữa là thằng như thế này. ID bằng 2, ID bằng 10 đi. Và như thế này. Đấy, có nghĩa là ở đây trong cái mảng thầy sẽ phải lấy ra thằng ID bằng 10 và ID mới đây sẽ là ID bằng 11 và bằng 11. Đấy, như thế nó sẽ không bị sai. Vậy thì làm cái nào để lấy ra cái ID này? Có khi nào những thằng ID lớn nhất luôn nằm ở cuối không? Có thường là như thế không? Thường thế là như thế đúng không? Người chúng ta cũng thêm và là ai cũng ở cuối mà. Vậy thì chúng ta có làm một cách đấy là lấy user đóng ở một vuông phần tử cuối cùng. Tập lấy ID ra như bỏ không? Có trường hợp nào nó sẽ bị ID bị tròi vào giữa không? Cái đấy là cách sẽ đi là sẽ đủ to nhất. Đấy là chúng ta sẽ lôi hết ra và sắp xếp cái ID từ nhỏ này vừa hoặc là từ lớn đến nhỏ, sau đó lấy ra từ đầu vào thằng cuối. Đấy, thì như thế là tránh được cái việc là chúng ta kiểu nhận một thằng nào đấy nhưng mà nó sẽ rơi ra một trường hợp sản phụ bị nhẹ vào tạo. Đấy, thì bây giờ đến hành là sắp xếp. Rồi, trong gì ấy, các bạn sắp xếp bằng cái gì? Sort đúng không? Rồi, ở đây thầy sẽ có một cái thằng trước khi thằng số 1, đấy là thằng trường hợp số 0, thằng bước 0. Đấy là ở đây thầy sẽ đi tìm là, ở đây sẽ là tìm ID lớn nhất đang có để cộng 1 như thế này.
Vậy thì tìm như thế nào? Thầy sẽ có là array. Bỏ đi. Ra ngoài phải báo. Rồi ok, ở đây thầy sẽ tiến hành là tìm ra ID lớn nhất, và như ở dưới các bạn vừa sắc cho thầy đấy là chúng ta sẽ đi sort. Và đây sẽ là thầy sẽ có một cái mảng mới là new user constant new user sẽ bằng là user.sort này, git.user.sort. Và sort ở đây các bạn có nhớ nó sẽ truyền vào cái gì không? Thế sao lại là create up? Vì thực ra là ở đây chúng ta sẽ chỉ sort bằng những cái trường mà chúng ta đang có. Nhưng mà thầy làm gì có create up, bởi vì là dữ liệu của thầy không có cái trường đấy. Trong thằng sort của JS nó sẽ có thêm hai cái tham số, các bạn còn nhớ không? Các bạn còn nhớ đoạn đấy không? Đấy là A và B, sau đó là sau khi sort sẽ là điều kiện là return A trừ B lớn hơn 0. Đấy, chính là cái đấy. Thì các bạn có thấy cái đoạn này nó hơi phức tạp không? Thì thầy nghĩ là thầy sẽ làm theo một cách như thế này để chúng ta có thể dễ hiểu hơn. Đấy là git.user.mark. Có nghĩa là cái callback đấy, các bạn có đã nhớ là cái đoạn sort này nó có hai, có một callback. Và ở đấy nó truyền vào hai tham số là phần tử đầu tiên là phần tử tiếp nhau, đúng không? A, B. Và nó sẽ return ra điều kiện là B trừ A. Có nghĩa là thằng đằng sau phải lớn hơn thằng đằng trước. Bởi vì tại sao? Là bởi vì thằng sort này nó chỉ áp dụng với kiểu dữ liệu là số. Còn nếu là chữ thì chữ trừ vào nhau nó sẽ bị sai. À, hai chữ mà so sánh với nhau kiểu lớn hơn nhỏ hơn thì nó bị sai. Nên nó sẽ phải quy về cái kiểu là trừ đi để lấy dữ liệu ASCII. Thế nên là với cách này nó sẽ áp dụng với trường hợp là chúng ta sort theo một cái chuỗi nào đấy. À, nó sort theo một cái mảng sắp xếp theo cái gì nhỉ? Chữ thì phải. Và ở đây nếu mà chúng ta sort là số bình thường ấy, thì chúng ta cứ thả cái mảng thầy nhớ là lần trước cái sort này nó có một vấn đề, thế mà nó lại phải đưa cái điều kiện này vào. Có nghĩa là nếu sort bình thường thì nó sẽ sort theo sơ tự nhiên quên mất cái đoạn đấy. JS sort. Thầy nhớ cú pháp này rồi, nhưng mà có một cái vấn đề gì đấy với thằng sort mà thầy quên mất thầy đang định nói. Đây này, cái đoạn này. Các bạn sẽ nhìn thấy là với cái sort bình thường ấy, là nếu mà cái hàm này nó không truyền vào cái callback ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy output của nó là đây. Bình thường cái sort này nó sẽ sort theo kiểu value. Đây này, nó ra như thế này này. Như thế này với chữ là đúng này. Nhưng với số, cái là thằng sort này nó chỉ áp dụng cho cái chuỗi. Đấy là nó sort theo nghĩa là mặc định nó sẽ sort chuỗi. Còn nếu bạn sort theo số ấy, thì nó sẽ ra như thế này. Đấy là ở đây nha, 1, 30, 4, 21, 10 này, 1.000 này, 10.000, 100.000. Nhưng sau khi các bạn gọi cái sort này này thì nó lại bị sắp xếp thành như thế này. Các bạn nhìn thấy nó sort theo cái gì không? Nó sort theo cái số đầu tiên, 1 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, nó không phải là nó sort theo value của cái số đấy. Thế nên bắt đầu nó mới lòi ra một cái callback như thế này. Đấy là nó sẽ truyền một cái callback gồm hai thành phần là A và B. Sau đó là nó sẽ lấy ra kết quả return là B trừ A. Có nghĩa là trường hợp B sẽ phải lớn hơn A. Đấy. Đây nha. Đây này. Return A trừ B này. Compare number này. Đấy. Và các bạn có thể nhìn thấy là đây. Nếu là hai số A và B, nếu sắp xếp từ nhỏ đến lớn, thì sẽ return là A trừ B. Có nghĩa là thằng A trừ thằng B sẽ bị sẽ tru thì nó sẽ ra như thế này. Còn nếu chúng ta sắp xếp từ lớn đến nhỏ thì nó sẽ là B trừ A. Đấy.
Ví dụ như ở đây thầy muốn làm cái điều kiện là sắp xếp từ lớn đến nhỏ và lấy ra thằng đầu tiên, thì thầy sẽ return là B chữ A và lấy ra thằng đầu tiên là 54321. Đó, kiểu như vậy. Thì ở đây thầy sẽ quay ra đây, thầy viết đấy là thôi không map nữa. Nay đang định nói cái đoạn kia, short. Ở đây là A và B, và thầy sẽ truyền vào hai tham số này, và điều kiện ở đây thầy cần trả về đấy là B chữ A. Lỗi gì này? Number. Và đây sẽ là number. Và đây sẽ là B chữ A. À ừ, phải viết sai chính tả. Đây, xem nó có lỗi gì nhá. Nó bảo là thầy có hai cái thằng là A và B, nhưng mà trong cái user này của thầy có mấy thằng kia. Đây thì để chắc chắn cái đoạn này nó chạy được thì thầy sẽ làm như thế này. Đấy là thầy làm map user và trả về user.id như thế này, hết lỗi. Có nghĩa là tại sao, có nghĩa là thầy làm cái gì ở đây? Đấy là thầy tiến hành là thực hiện một cái đoạn map để lấy ra thành một mảng mới gồm toàn bộ ID. Có nghĩa là đây thầy sẽ có một cái biến này là biến new user ID như thế này. Nghĩa là lần đầu tiên thầy sẽ lấy ra ở đây là lấy ra toàn bộ ID, lấy ra mảng mới chỉ có ID. Và thứ hai là sau đấy thầy mới tiến hành đấy là sort các ID đang có. Đó. Đây sẽ là hai giai đoạn mà thầy làm. Thì ở đây thầy sẽ tiến hành là map này, lấy ra ID, và sau đó thầy tiến hành là sort và lấy ra là sắp xếp cái thằng này từ nhỏ từ lớn đến nhỏ, và cuối cùng thầy lấy ra là cái ở đây là constant max ID sẽ bằng là new user ID ở vị trí thứ 0 như thế này, và thầy đã có max ID, và ở đây sẽ là max ID cộng 1 như thế này. Đó, thì cuối cùng thầy đã có ID. Alo. Vâng, anh Trần. Rồi ok, sau khi thầy có ở đây là new user ID này, git.user, và ở đây là lấy được ra cái ID mới, thì thầy sẽ thử tiến hành xem là cái việc thầy put vào đã ok chưa nhá. Ví dụ như ở đây thầy có một thằng là ID bằng 10 đúng không? Và thầy sẽ sang phần HTML để thầy hiển thị ra cả cái cột là ID nữa để thầy xem. Rồi, ở đây thầy sẽ có thêm một cột là ID. Và chỗ này sẽ là user.id. Thì đoạn này nó hiển thị ra nếu chắc chắn ấy, thì thằng tiếp theo của thầy nó sẽ phải có ID bằng 11 đúng không? Đây, test thử nha. Rồi, ở đây sẽ là user123, tuổi là 40. Và submit. Đây, các bạn có thể thấy là thì thực ra là chúng ta vẫn đang bị cái vấn đề này. Thì nữa thầy sẽ xử lý xem. Và đây quan trọng là cái dữ liệu chúng ta đấy là ID bằng 11 này, tên này, tuổi này đã có này. Rồi sau khi đã có ID thì chúng ta bắt đầu có thể làm phần tiếp theo, đấy là phần sửa và phần xóa. Thì phần sửa và phần xóa nó cũng na ná như vậy. Đấy là chúng ta sẽ vẫn thực hiện như là các cách mà các bạn đã làm với các bạn bình thường ở React hay ở JS bình thường. Và bây giờ các bạn sẽ tiến hành làm cái hai phần này. Thứ nhất là sửa và thứ hai là xóa, kèm tên hai kèm tên là email. Và đó, em qua đi đây nha. Và bây giờ các bạn sẽ làm tiếp với thầy. Và phần này sẽ tính làm bài 5-1. Và tính là thầy sẽ chấm dứt tiếp lên máy của các bạn luôn. Mình sẽ làm đến cuối giờ đấy, 9 giờ nhé. Đây, cái phần hiển thị là user thì dễ rồi. Thầy quay lại cái phần ID cho các bạn nhìn, để thầy put cái code này lên này nhé. Cho đi.
Rồi, thầy đã phút lên kít rồi nha. Thì các bạn có thể nhìn theo hướng này. Còn lại các bạn đã sửa phải xóa. Vậy sửa sẽ làm như thế nào? Các bạn sẽ chuyển được sang. Thứ nhất là có hai cách để sửa. Cách thứ nhất là các bạn sẽ đặt nút sửa ở đấy. Và các bạn sẽ tiến hành là khi bấm sửa các bạn chuyển cả offset sang để sửa. Cách thứ hai là các bạn sẽ chuyển ID sang. Và với ID các bạn có thể tìm kiếm ở trong cái mảng đã có là mảng user. Các bạn có thể tìm ra là nó bị sửa. Đấy là một trong hai cách. Còn xóa thì đơn giản. Các bạn sẽ tiến hành là tìm ra ID muốn xóa, sau đấy quay sang cái mảng bên kia và thực hiện công việc mà thầy thấy rất là đơn giản là filter đó. Thì đấy là các phần mà các bạn sẽ có thể làm tiếp. Thì chủ yếu là các bạn dựng thêm cho thầy ở trong form đặt email, số điện thoại và có validate đó. Thì đây là khoảng you
Hay là bọn chị kia tập võ rồi gấu điện cơ. Mất hết điện ở góc đấy á. Đâu có cái chỗ nào bị mất điện là thể gọi là sinh hoạt. Rất là ở góc bàn có ổ điện không thì chuyển sang cắm ở đằng đấy đi. Đây. Để thay báo cho phòng kỹ thuật.
Không có điện à? Phải nhắn cho bên kỹ thuật. Thank you.
Quan nào xong chưa? Bạn nào xong thì gọi cho thầy chấm nhé. Thank you.
tìm ra cái vấn đề lúc các bạn submit xong hay là phải submit trên kia xong nó làm nhảy các bạn quay hết thì vấn đề mà các bạn là chúng ta vẫn đang giữ nguyên cái form này mà về các bạn có thể đổ cũng bao nhiêu thì đổ bao nhiêu thì được quay hết rồi xong từ thế này xong từ thế ra thì được và khi mà đổ bao nhiêu thì được thì lúc thay đổi bao nhiêu về nếu không được cả cái khoảng không nó lại bắt đầu quay hết ra nó lại nhảy ra. Nên là thầy có sửa một tí ở một cái phần sau khi có nên thầy sẽ mở cho xem. Rồi thì thầy sẽ nói một tí về cái đoạn thầy vừa sửa, sau đấy cái phần mắc của mình bạn sẽ tiến hành gọi với thầy trên GitHub nhé. Bạn sẽ cố lên GitHub sau đó gửi cho thầy lên Classroom. Rồi thầy sẽ tạo chức này đã. Ơ phần 51 chứ mình làm gì nhỉ? Ờ hôm trước là có 51 rồi à? 52 rồi. Thì thầy sẽ giải thích một tí, lúc nãy chúng ta đang gặp vấn đề. Cái form này, sau khi thầy submit thì thầy có tiến hành làm một công việc đấy là ở bên TS thì công việc đầu tiên của thầy sẽ là lấy ra ID đúng không? Thứ hai là thầy sẽ tiến hành là put dữ liệu và thứ ba là cập nhật lại. Thì nó nằm ở vấn đề là các đoạn cập nhật này này. Thầy sẽ cập nhật lại cái code, lúc nãy thầy có sửa một tí. Thì ở đây cái phần nó nằm vấn đề nó nằm ở chỗ này. Đấy là cái việc có thể cập nhật bằng cách này ấy, thì nó khiến cho cái form của thầy có thể nắm biết dữ liệu như
nhưng đồng thời cái việc update dữ liệu đấy nó không ngắt cái việc hoạt động của form ở thời điểm đấy. Nhưng sau khi xác minh xong nó không ngắt cái việc hoạt động của form mà sau khi thấy update như thế hoặc cái form nó vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường và sau khi giá trị được nhảy về như này nó lại tiếp tục validate và các bạn có thể thấy là sau khi thấy xác minh nó lại bị hoàn toàn validate ra trong khi đặt ra không được bằng đấy thì thầy có xử lý một tí bằng cách là ở trong thằng form này nó có một cái hàng chuyên dành để xử lý cái việc là kết thúc cái việc xác minh form thì ở đây thay vì lúc đấy thầy có khi thầy xác minh thì thầy thầy được chuyển bằng thằng họ nhưng bây giờ mình xác minh thầy không chuyển bằng sang nước mà thầy sẽ chuyển cả cái form này sang luôn và trong cái form này trong cái cục form đấy nó sẽ có một cái hàng để ngắt cái việc là sử dụng form có nghĩa là kết thúc cái form sau khi xác minh thì thầy sẽ đổ về đây còn cái thằng input value ở đây chúng ta sẽ không dùng để áp hết lại thằng đấy nữa mà chúng ta chỉ dùng đi phạm sửa thôi còn việc kết thúc một form chúng ta sẽ vẫn sử dụng như bình thường đấy là như thế này. Đây, thầy sẽ tiến hành xử lý cho các bạn xem là nãy thầy có làm cái gì. Thì đây, thầy sẽ tiến hành làm lại. Nãy thầy có test thử. Đây, thì về cơ bản là lúc nãy chúng ta có làm như thế này. Đấy là chúng ta có chuyển sang là user form.value. Có nghĩa là chúng ta chỉ quan tâm mỗi giá trị của nó thôi. Thì thực ra là như vậy cũng không sai. Chỉ là chúng ta bị thiếu mất một cái hàm để có thể sử dụng. Thì trong thằng user form này, nó chính là toàn bộ cái form của chúng ta. Và trong đấy nó có những cái thuộc tính và phương thức liên quan đến cái thằng NG form của Angular. Và rất tiếc là khi chúng ta làm bằng cách là chấm value, chúng ta đã bị bỏ qua mất một cái phương thức là cập nhật lại cái kết quả của form, có nghĩa là kết thúc cái form đấy. Thế nên là ở đây thay vì chấm value thì thầy sẽ không chấm value nữa, mà thầy sẽ chuyển cả cái form này sang như thế này. Có nghĩa là ở đây on submit thầy sẽ nhận cả user form vào luôn. Đó. Và khi thầy nhận user form ở bên này, thầy chuyển ở bên này thì bên kia thầy cũng sẽ tiến hành nhận nó về bằng cách là trong file TS thay vì ở đây thầy nhận một cục form data như thế này thì thầy sẽ nhận vào với tên biến là thầy cũng đặt là user form cho nó dễ hiểu. Đấy là đây là user form như thế này thì nó không phải là form data nữa. Đây sẽ là tham số được truyền vào từ bên kia và thằng này nó sẽ có kiểu dữ liệu là NG form như thế này và chúng ta sẽ import nó từ Angular form. Thì cái kiểu dữ liệu này nó sẽ là kiểu dữ liệu định nghĩa toàn bộ cái form mà chúng ta định nghĩa bên kia. Các bạn có thể thấy là ở bên này này, user form được bằng ng form, có nghĩa nó là một instance của thằng ng form này. Thì ở bên file TS chúng ta sẽ định nghĩa nó có kiểu là ng form. Các bạn có thể gõ ng form như thế này và enter thì nó sẽ ra. Đó, thì chúng ta sẽ vẫn sử dụng như bình thường. Có mấy ổ bên này em thấy các bạn ấy cắm điện không vào nhé. Các bạn xem có ổ nào bên đấy thì bảo anh. Rồi, tiếp tục nha. Thì ở đây chúng ta có nhận một cục user form sang. Vậy thì ở đây chúng ta không phải là form data nữa mà chỗ này nó sẽ là user form chấm value như thế này. Có nghĩa là lúc ấy thầy có truyền user form chấm value sang thì bên này thay vì thầy lấy cái cục đấy và thầy sẽ ở đây sẽ là user form chấm value như thế này. Đó, có nghĩa là thay vì mình truyền thẳng value sang thì bây giờ mình sẽ truyền cả cái form này sang và nhận ở đây là user form chấm value. Đó, đây sẽ là lấy ra object value của form. Và cuối cùng, đấy là vấn đề nó nằm ở chỗ này. Đấy là lúc nãy thầy có bị phụ thuộc vào thằng input value. Thì thằng input value các bạn sẽ vẫn sử dụng ở thằng NG model này như bình thường. Để làm gì? Để lúc các bạn sửa, chúng ta có dữ liệu để mà nhét vào. Còn ở đây, thầy sẽ tiến hành là thay vì thầy zip.input value bằng cái này để ghi đè dữ liệu trong form, thì thầy sẽ sử dụng một cái phương thức của thằng user form. Thì phương thức này được cung cấp bởi thằng đối tượng là NG form và chúng ta khi khai báo thằng này bằng cái thằng đấy chúng ta có thể sử dụng lại. Đấy là phương thức tên là reset form như thế này. Và nếu chúng ta không truyền cái gì vào ấy, thì nó sẽ reset toàn bộ cái form này, toàn bộ cái form của thầy này về giá trị là tất cả các trường là null. Còn nếu chúng ta muốn đặc thù mỗi trường nó kiểu dữ liệu là gì đó thì nó sẽ truyền vào đây. Ví dụ như là name sẽ là string và s sẽ là không chẳng hạn thì nó sẽ truyền vào
Còn nếu không truyền ấy, thì toàn bộ các trường dữ liệu ở trong đấy nó sẽ được đổ về là toàn bộ là null hết. Đó, nó sẽ như thế này. Và đây thầy sẽ tiến hành demo cho các bạn xem một lượt, sau đó các bạn update vào cho thầy. Ở đây thầy có tên user này là Tuấn 123 và tuổi là 10. Máy nó bị nhảy nhảy. Đó, và thầy tiến hành submit. Các bạn có thể thấy là mọi thứ đã xong, và cái việc reset form này này, nó sẽ đưa toàn bộ cái dữ liệu của thầy về giá trị là giá trị mà thầy truyền vào. Còn nếu thầy không truyền vào ở đây, thầy tiến hành x nó đi, thì thầy sẽ tiến hành reset form. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, đấy là sau khi thầy tiến hành edit và thầy submit, thì các bạn có thể thấy là toàn bộ form nó đã được đưa về giá trị là null. Thế nên là tùy trường hợp các bạn xử lý cái dữ liệu này như thế nào thì tùy thuộc vào các bạn. Nhưng mà thầy nghĩ là nên truyền vào để chúng ta có thể quản lý được cái dữ liệu này cho nó dễ. Vậy thì vừa rồi thầy làm cái gì? Thứ nhất là cập nhật cái việc dữ liệu truyền từ form khi submit. Thay vì submit value, chúng ta submit toàn bộ form ra để có thể sử dụng các phương thức tên là reset form. Cái đây là cái đầu tiên. Cái thứ hai đấy là ở bên file TS, chúng ta sẽ định nghĩa là chúng ta nhận một thằng tên là user form với kiểu là NG form. Và sau đó put cái value của nó kèm ID. Và thứ hai là sử dụng cái thằng form đấy với phương thức là reset form để kết thúc cái form. Có nghĩa là đưa toàn bộ form về giá trị ban đầu và không validate nữa. Đấy. Thì đấy là cái đoạn này mà thầy lúc nãy thầy có gặp vấn đề với thằng input value mà nó đang bị hiển thị validate. Thì ở chỗ này nó sẽ là cập nhật giá trị của form về default như thế này, nó sẽ hợp lý hơn. Còn đương nhiên cái biến input value các bạn thông nó sang với cái đoạn NG model ấy, nó sẽ vẫn sử dụng bình thường, bởi vì khi các bạn sửa chúng ta sẽ vẫn cần phải đẩy dữ liệu vào trong form, nên là nó vẫn phải cần dùng bình thường. Chỉ là ở đây thầy có áp dụng cái thằng input value đấy để reset cái form thì nó đang chưa đúng, nên là chúng ta sẽ update về thằng này để cho nó được đúng cái nhiệm vụ của chúng ta. Đấy, thì đây là cái phần mà lúc nãy thầy và các bạn có đang bị dính, thì do thầy sử dụng cái thằng input value. Còn bây giờ nếu chúng ta dùng cái thằng reset form này thì nó sẽ không bị nữa. Đó, thì đấy là cái mà thầy trao đổi của các bạn. Vậy thì cái phần lab 2 các bạn có thể làm tốt, các bạn nào làm xong thì các bạn có thể cũng lên kit cho thầy. Tất nhiên là chấm luôn ở đây thì điểm sẽ cao hơn. Các bạn thử đổi lại cái này xem nó có hết không. Ở đây tôi phải thể hiện là chuẩn bị thực hiện như thế này. Đây nha, các giai đoạn như thế này, đấy là đầu tiên chúng ta sẽ phải truyền sang cho thầy là user form, có nghĩa là truyền chính cái biến này này. Thay vì truyền là user form.value thì các bạn update cho thầy là on submit user form. Đây là cái đầu tiên. Đấy, chúng ta sẽ không còn .value ở đây nữa mà chúng ta truyền toàn bộ cái form này luôn. Đó, cái đấy là cái đầu tiên. Sau đó ở bên này thì chúng ta sẽ nhận value ở chỗ này bằng cách là user form.value. Thay vì đúng không, chúng ta nhận cái cục value từ tham số thì bây giờ chúng ta nhận qua cái thằng là user form và sau đó .value. Đó, và cuối cùng là chúng ta sẽ sử dụng là reset form thuộc cái user form này. Đấy, thì chúng ta sẽ qua một số giai đoạn như thế.
chỉnh sửa nhá. Đây em sẽ cho thầy sẽ để đây một cái đoạn là input value sẽ là cái đoạn mà em định nghĩa dữ liệu chỉnh sửa đúng không? Có phải là lúc mà em ấn sửa thì em sẽ set value cho thằng input value này và sau đấy để nó không dữ liệu sai đúng không? Hay như thế nào? Cái đoạn mà em có thể cho nó hiển thị dữ liệu lên trên form này. Đoạn đấy em đang làm như thế nào? Đấy, cái đoạn này lúc em bấm sửa ấy. Bấm sửa xong dữ liệu của em sẽ để thế này đúng không? Đấy, thì còn đấy em lại đây như thế nào? Làm nào có lên thì đấy. Đấy, thấy em làm lên thì này. Đấy, vâng, có cái ổ điện nó đang kia nó đang thì nó nằm một đoạn đấy là chúng ta sẽ không biết được là chúng ta đang thêm mới hay là đang sửa. Đây nha, có nghĩa là các bạn sẽ có một cái sự kiện là có một nút sửa ở đây và các bạn sẽ có một cái sự kiện đấy là on edit. Và khi on edit các bạn sẽ tiến hành là set value cho thằng kia đó. Và vấn đề đấy là khi submit chúng ta không biết được là chúng ta đang submit là sửa hay xóa. Vậy thì có một cách đấy là khi các bạn tiến hành đẩy dữ liệu lên đây, chúng ta sẽ đẩy thêm một cái ô input ẩn đấy là id. Đấy, các bạn có thể để một cái ô input ẩn đây, thì cái thường đấy một số cách đơn giản nhất đấy là chúng ta sẽ để một input ẩn đây là lưu id của thằng tiếp tăng. Nếu các bạn edit thì ID sẽ có giá trị, còn nếu các bạn thêm mới thì ID sẽ không có giá trị. Đó. Thế nên là khi các bạn submit thì các bạn sẽ đọc được cái ID đấy ra. Và nếu có ID khi submit các bạn sẽ tiến hành chỉnh sửa cái ID đó. Còn nếu không có ID thì chúng ta sẽ tiến hành là thêm một. Đấy. Thì nó sẽ như kiểu này. Đấy là các bạn sẽ có thêm một cái trường input ở đây. Đấy là thay vì chúng ta input là name như bình thường như thế này thì các bạn sẽ có một ô input ở đây, thầy sẽ đắp liên kết thằng này lên nha. Đây là thằng thầy vừa có, và đương nhiên ở đây chúng ta sẽ có một cái name là ID như thế này. Và nmodel nó sẽ là input value.id. Đó. Và đương nhiên là thằng này thì nó sẽ không có validate gì rồi, bởi vì
là ID thì không cần validate, mà nó sẽ có một cái type ở đây là hidden, có nghĩa là input ID này sẽ ẩn đi, nhưng mà chúng ta khi submit ấy, value trong đấy nó sẽ vẫn có. Và ví dụ ở đây nhá, thầy sẽ có một cái form là default, input value default có ID là bằng 0 như thế này. Có nghĩa là ở đây thầy sẽ đi xem là nếu ID của thầy khi submit mà bằng 0 thì thầy sẽ tiến hành thêm mới. Còn đương nhiên nếu mà chỉnh sửa ấy, thì các bạn sẽ tiến hành là ở đây nếu bấm chỉnh sửa nhá, thì nó sẽ lôi giá trị thằng này vào đúng không? Và sẽ set vào cái input value đấy và ID của nó bằng 1 chẳng hạn. Thì lúc đấy trong cái form này này, cái ID này ấy, nó đã có value bằng 1. Thế nên là khi các bạn submit cái cụm này ấy, các bạn sẽ có một ID bằng 1 và các bạn sẽ biết là các bạn sẽ update vào đâu. Đó, thì đây là cái cách mà thầy nghĩ là nó dễ hiểu nhất. Đấy là chúng ta đưa thêm một cụm, đấy là ID vào, không có cái gì nhá, vẫn hidden. Tuy nhiên khi thầy tiến hành submit nhá, thì thầy sẽ tiến hành là lốc cái thằng đấy ra cho các bạn xem. Ở đây là user form này, và đây là input có ID, name là ID nhá. Và thầy sẽ tiến hành submit, ở đây, đây là on submit này. Và đây sẽ là, đây sẽ kiểm tra ID. Thứ nhất là control log user form chấm value ra trước nhá. Đó, phải đặt một cái debugger vào đây. Ngoài là không có bất kỳ debugger vào. Đây, thì cái log value ra cho các bạn nhá. Rồi, nếu mà thầy không tiến hành chỉnh sửa mà thầy thêm mới ấy, thì có nghĩa là trường hợp đầu tiên của thầy ID đang bằng 0 và thầy sẽ nhập tên user vào này, tuổi này, và thầy submit này. Thì bạn sẽ nhìn thấy là ở đây cụm ID của thầy đang bằng 0 như thế này. Có nghĩa là thầy sẽ tiến hành thêm mới. Đó. Còn với trường hợp là ở đây khi mà thầy chỉnh sửa ấy, thì thầy sẽ tiến hành là trong có một trong cái hàm là on edit của thầy. Ví dụ thầy có một hàm là tên hàm là on edit. On edit. Và thầy nhận vào một cụm là cụm user. Đó. Ví dụ như thế này nhá. Thì có phải là các bạn sẽ tiến hành công việc là zip.input value sẽ bằng user như thế này đúng không? Thì lúc đấy input value của các bạn ấy, nó sẽ có ID bằng cái user ID. Có nghĩa là chúng ta sẽ set bằng cái cụm này. Có nghĩa là input value lúc đấy ID trên form này nó sẽ có ID bằng 1 chẳng hạn. Và đôi khi các bạn submit ấy, thì đây chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra, đấy là nếu if user value user form chấm value chấm ID mà bằng bằng không như thế này ấy, thì các bạn mới tiến hành là push. Đó. Còn nếu ở đây ấy, là else, có nghĩa là nó khác không, thì các bạn sẽ tiến hành là update. Có nghĩa là các bạn sẽ đi chỉnh sửa ở cái thằng đấy và thay đổi giá trị và nhét vào cái mảng kia, thì ở đây sẽ tiến hành là update. Đó. Thì đây là cách mà chúng ta thấy là dễ hiểu nhất. Đấy là đưa một cái input hidden vào để cho nó biết là nó đang edit hay nó đang chỉnh sửa, với cách là nhìn vào ID. Nếu ID bằng 0 thì là thêm mới, còn ID khác không thì là chỉnh sửa. Đấy, chúng ta chỉ cần tìm cái thằng ID đấy và thay giá trị của nó là được. Đó, thì đây là cách của chúng ta. Thì đoạn này nó đang hơi lỗi một tí, thầy sẽ vứt vào đây một cái enemy và để cho các bạn nhìn được cái khung trước. Còn đương nhiên là cái việc hoàn thiện nó như thế nào thì là tùy các bạn. Cái việc update này nó cũng có rất nhiều cách và mỗi chúng ta sẽ có một cách xử lý riêng. Thì các bạn có thể nhìn cái đoạn này. Chỉ là ở đây nó sẽ có thêm một phần là các bạn sẽ biết được là khi nào chúng ta sẽ tiến hành là chỉnh sửa hay khi nào là thêm mới. Đấy, thì nó sẽ dựa vào cái đoạn này, đấy là chính là cái đoạn ID chúng ta đặt vào đây, input hidden. Có nghĩa là ID nó user không hề biết là chúng ta đang để ID ở đây, nhưng chúng ta biết được là user đang tiến hành thêm mới hay chỉnh sửa bằng cách là nhìn vào cái giá trị của thằng input này. Đó, đấy là cách. Rồi thầy sẽ put cái đoạn này lên. Các bạn sẽ tiến hành về nhà làm nốt cho thầy nha, sau đó gửi lên cho thầy. Rồi ok, còn đang gặp vấn đề gì không? Xuống là như thế, các bạn có thể lên nhắn để xem lại nhé. Tôi có vấn đề gì không nhỉ? Rồi các bạn phải có thể xem lại, xem lại nhé. Thank you.